Lý do đại úy không tham gia đánh hai thiếu niên vẫn bị cách chức đội phó. Đại tá Lâm Thành Sôn, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng đội tuần tra dù không đi chung với các cán bộ có hành vi đánh hai thiếu niên đi xe máy nhưng về trách nhiệm là lãnh đạo chỉ huy không quán xuyến việc cán bộ chiến sĩ của mình thì chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và chịu trách nhiệm kỷ luật cách chức. Như Tiền Phong đã thông tin, chiều ngày 30 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin vụ cảnh sát đánh nam thiếu niên. Thông tin tại họp báo, Đại tá Lâm Thành Sôn, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay đây là sự việc đáng tiếc, không ai muốn, các cán bộ, chiến sĩ đã vi phạm quy định, làm ảnh hưởng uy tín đến ngành công an. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến làm việc theo quy trình để xử lý những người có liên quan. Theo Đại tá Lâm Thành Sôn, tổ tuần tra có 5 người, trong đó có 4 chiến sĩ trong clip là tổ viên. Như trong clip có 4 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí có sử dụng tay chân, nón bảo hiểm và công cụ hỗ trợ thực hiện hành vi bạo lực với 2 em vi phạm. Công an tỉnh xử lý kỷ luật cả 5 cán bộ chiến sĩ của tổ tuần tra. 3 đồng chí có hành vi dùng tay chân bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, gồm Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Đối với Đại úy Trần Minh Đời không có hành vi đánh, không động chạm gì nhưng lại không có hành động khuyên răn, cản trở đồng chí đồng đội của mình thì chịu trách nhiệm kỷ luật cảnh cáo. Riêng Đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng đội tuần tra dù không đi chung với các đồng chí kia nhưng về trách nhiệm là lãnh đạo chỉ huy không quán xuyến được cán bộ chiến sĩ của mình thì chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và chịu trách nhiệm kỷ luật cách chức. Đây là hình thức kỷ luật xử lý rất là nghiêm khắc của ngành công an, Đại tá Sôn nhấn mạnh. Tại buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi cán bộ, chiến sĩ đánh hai thiếu niên có vi phạm luật hình sự hay không. Đại tá Sôn cho hay, chúng tôi cần căn cứ vào thông tin tố giác tội phạm, nhất là kết quả giám định thương tật của hai thiếu niên bị đánh. Tuy nhiên, sáng nay, gia đình hai em thông báo sức khỏe không có vấn đề, tâm lý đã ổn định. Trước mắt, chúng tôi kết luận các cán bộ, chiến sĩ này đã vi phạm quy tắc ứng xử. Ban giám đốc công an sẽ xử lý tới nơi tới chốn, không có vùng cấm. Đại tá Lâm Thành Sôn cũng nêu rõ, trong vụ việc này, các cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử ở mức đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân nên chúng tôi xử ở mức đội khung, tức là tước danh hiệu Công an Nhân dân. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc người đăng clip công an đánh hai thiếu niên lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật không, ông Lê Hoàng Bắc, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc phát tán này không vi phạm pháp luật. Vì theo Điều 32 Bộ Luật Dân sự, hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng. Trong trường hợp này, người dân đang phát tán một hành vi trái pháp luật để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc tố giác tội phạm thì cá nhân không cần xin phép người vi phạm. Vụ việc này, cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu đã vi phạm quy định của ngành. Vì vậy, người phát tán clip này không vi phạm pháp luật, ông Bắc cho biết.